Trường Trung học Phổ thông FPT Hà Nội được thành lập từ năm 2013, là thành viên của tổ chức giáo dục FPT. Trường được đặt tại khu công nghệ cao Hòa Lạc, cách trung tâm thành phố Hà Nội 30 km, nên không khí vô cùng trong lành và dễ chịu. Trường mình hoạt động theo mô hình nội trú, theo đó chúng mình sẽ sinh hoạt tại trường từ thứ hai tới thứ sáu, còn cuối tuần là thời gian để dành trọn bên gia đình. Môi trường học nội trú thú vị ở chỗ, chúng mình sẽ được học cách tự lập, tự làm mọi thứ mà không có bố mẹ ở bên cạnh. Từ việc sinh hoạt, vui chơi, tới việc chăm sóc các mối quan hệ cá nhân, thầy cô và bạn bè. Tuy ban đầu có chút khó khăn, nhưng chính nhờ sự tự lập đó mà chúng mình đã trưởng thành hơn rất nhiều. Với mục tiêu tạo ra môi trường phát triển toàn diện cho học sinh, song song với chương trình chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chúng mình còn được trường chú trọng trang bị thêm tiếng Anh, tin học và đặc biệt là kỹ năng mềm. Trong chương trình tiếng Anh, chúng mình được học theo giáo trình Pathway với thời lượng tăng cường cùng giáo viên nước ngoài. Bên cạnh đó, chúng mình còn được tham gia các lớp học luyện thi IELTS để phục vụ cho việc đi du học sau này. Đối với các bạn đam mê công nghệ thì FPT là một môi trường có rất nhiều cơ hội với lợi thế thuộc tập đoàn công nghệ hàng đầu tại Việt Nam. Học tập tại FPT sẽ không còn quá nhàm chán với các kiến thức khô khan nữa. Với phương pháp học tập sáng tạo đến từ thầy cô, giúp chúng mình tiếp thu kiến thức hiệu quả và hứng thú với học tập hơn rất nhiều. Trường thì giống như ngôi nhà thứ hai, bạn bè, thầy cô thì tận tình và hết mực gần gũi. Đó chính là điều khiến chúng mình thích ở ngôi trường này. Và nhà trường định hướng nghề nghiệp sớm, giúp chúng mình có thể tự tin khi lựa chọn ngành nghề. Tỷ lệ học sinh đi du học là 24%, 35% lên đại học FPT và 40% còn lại học đại học trong nước. Với gần 20 câu lạc bộ các lĩnh vực khác nhau như câu lạc bộ robotics, câu lạc bộ nhảy, câu lạc bộ hát, câu lạc bộ tổ chức sự kiện, câu lạc bộ bóng rổ, câu lạc bộ chụp ảnh và rất nhiều câu lạc bộ khác nữa. Cùng với đó là hàng loạt các sự kiện lớn nhỏ mang đến cho chúng mình những trải nghiệm tuyệt vời ở tuổi học trò. Hẹn gặp lại các bạn ở trường Trung học Phổ thông FPT.